sẽ quay tập 3 của cuộc sống gia đình búp bê Barbie nha. À, các Barbie đang ngủ đây. Đã sáng, một buổi sáng đẹp trời lúc đi cắm trại. Và hôm nay là ngày mình đi cắm trại xong rồi. Mình phải kêu anh chị với bạn mình dậy để đi karaoke thôi. Ôi, trời ơi, ngủ ngon quá đi. Ngon quá. Thiệt tình luôn. Chị hồi tối chị kêu chị, em kêu chị là kêu anh Ken á là đừng có ngái nữa mà. Ôi, chị ngủ quên mất. Thôi chúng ta đi ra đi. Đi. Thôi chị đi xúc miệng cưng ở ngoài đây rồi chị nhé. Ok. Bây giờ chị đi vô xúc miệng cưng ở đây nha. Yes, mày làm. Rồi Lucy à. Hả? À, một xíu gia đình mình sẽ đi karaoke nha. Ok. Rồi bây giờ cưng đi vô xúc miệng đây. Rồi chị sẽ kêu con bé đấy lại nha. Dạ. Đi xúc miệng này. Rashi à, quậy đi Rashi. Ôi mới sáng sớm mà cậu đã kêu tớ quậy rồi. Ôi thôi cậu đi ra xúc miệng đi rồi gia đình mình sẽ đi kêu ok. Không, ngày hôm qua nghe chưa đã rồi bây giờ cậu đi. Cậu không đi nè, mình kêu mà. Ông nói cậu không đi thì thôi đi. Cậu không đi thì thôi đi. Thôi mình sẽ đi. Bây giờ đi xúc miệng lẹ đi. Ủa, được rồi. Không chuẩn nha. Em kêu không chưa đó. Bạn cậu ấy đi xúc miệng rồi. Rồi còn anh không xúc miệng nè. Anh xúc miệng rồi chứ. Yên tâm đi nhé. Thôi đi chưa. Chưa. Đang chuẩn bị đi. Rồi đi thôi. Chúng ta đi thôi. Bây giờ mình rồi dài quá bên em ném lại. Rồi anh nói đâu rồi lúc nào biết. Tới em ca trước nha. Ừ. Rót đến bàn ly anh chìm đắm trong cây rừng đang rồng. Khóc trang hàng ly uống cùng anh cho đêm ngày trăng trăng. Sâu nồng nàn ấy hay quá. Những bên ta kiếm tìm cái giỏ xanh nở lạc giữa mây ngàn về trong xa xôi. Hãy say cùng anh, hãy hát cùng anh, hãy khóc cùng anh thêm một lần để anh được gần trái tim của em dù trong phút giây. Bên bóng người ta với nhau đi hết quãng đường ôm ấp hy vọng một ngày ngắn xa tháng năm thăng trầm một lời nói hết mình từ rời bỏ nhau sẽ đi còn sẽ hết kiếp người sẽ cho cháu lòng. Em nhắc mưa là tôi với con mày ca nha. Chỉ có dựng thôi mà. Cả bầu trời nắng chưa theo những nỗi buồn thám ước lệ sầu môi đắng vì đánh mất hy vọng
lần đầu gặp nhau dưới mưa, trái tim rộn ràng bơm anh lên, tình cảm dâng mưa thắm lâu. Em nào ngờ mình hơn nhau đến như vậy, thế như không phải là yêu. Và em muốn hỏi anh rằng chúng ta là thế nào? Rồi là người đến vô tận, trách sao được sự lạnh nhắn. Anh chót vô tình thương em như là em gái. Đừng lo lắng về em khi mà em vẫn còn yêu anh. Càng xanh thắm còn anh không vắng, tim cứ đau là nhớ lắm. Chẳng phải hết hết tất cả thôi, nửa cái miếng sao mà môi ánh mắt tình dường yêu anh. Em đã bao lần yêu hắn, nhìn trên cao khoảng trường rơi mà em đã dành cho anh. Mây đen trên hành bóng lần kéo lên, trời nắng háo hức đang đợi môi giấc sống em ngày xưa. Mưa trôi để lại ngây thơ trong giấc mơ buồn lành. Người yêu ơi yêu thì em cũng không, từ sau qua sau ai du lành nơi đây mùa đông. Là ngày xa xuân vầy con tim hơn ngày, tình yêu đông đầy hãy để em chứng minh cho anh thấy. Người yêu ơi yêu mình em thật sai, không sang sông và em thì ai để em đứng về. Là tình yêu mãi mê mà cả người ta cứ chế, bởi vì tình yêu là thế. Là người yêu em nhé, bye bye. Mình chỉ chờ được nửa tiếng đồng hồ nữa. Rồi anh lần em còn em thì sao? Anh lần em còn em thì hờn ngon ngơ, nhìn khuôn mặt ngây thơ thân quá nên thường phờ bờ vờ. Để chờ đôi mắt ngoan anh nhìn ngó say em bất ngờ bờ vờ đôi mắt thơ. Anh đang cố đối thay để mạnh mẽ hơn vì em sợ cô đơn. Nó yêu mắt hồng mắt công bờ anh mà rất khó, vì lo trong trái tim anh đã có ai. Nhưng yêu ơi xin em hay không cần đúng. Người yêu ơi yêu mình em được không? Từ giờ bắt sau lại du lành nơi đây mùa đông. Là ngày ta xuân vai, con tim hao gầy, tình yêu lâu dài hãy để em chứng minh cho anh thấy. Người yêu ơi yêu thì có gì sai, đâu có sai đâu, không là em thì ai để em đưa về. Về tình yêu mãi mê mặc kệ người ta cười chế, bởi vì tình yêu là thế. Là người yêu em nhé, bye bye. Là người yêu em nhé, bye bye. Được không? Thế như phải, một cộng một bằng hai, hai cộng hai thì bằng ba là sao? Đúng, thứ tên là bằng cộng hai. Phải, phải không nợ, không nợ, không sợ. Bye bye, bye. Người yêu ơi yêu mình em được không? Từ giờ và sau lại du lành nơi đây mùa đông. Là ngày ta xuân vầy con tim hao gầy, tình yêu không đây hãy để em chứng minh cho anh thấy. Người yêu ơi yêu thì có gì sai, đâu có sai đâu, không là em thì ai để em đơn về. Và tình yêu mãi mê mặc kệ người ta cười chế, bởi vì tình yêu là thế. Mặc kệ bye bye. Bây giờ thôi mình đi về đi. Chị ơi mới chơi được có một tí mà. Thôi mình đi về đi, chị buồn ngủ rồi đây. Giờ này mấy giờ mà buồn ngủ vậy? 9 giờ. Bây giờ là 9 giờ. Ủa? Gì 9 giờ? Em à, cái giờ gì? Này gì em có coi đồng hồ không đó mà 9 giờ em có coi mà.
đồng hồ đâu? Bắt đèn coi đồng hồ. Bây giờ là 8 giờ. Ok, về được rồi đấy. Trời ơi. Giờ này là về được rồi đó, em gái à. Về đi. Thôi, chị về chị ngủ đây. Về thôi. Mới đi một tí mà nhà đây gọn gàng. Nhà đi bung vàng như vậy thì sao? Là cái gì vậy đấy? Thôi, bắt đèn lên cho nó đắp đèn ngủ lên. Đừng có quá cao điện. Bác bye các bạn. Kết thúc bộ phim tập 3 rồi. Mời các bạn đón xem tập tiếp theo tập 4 nha.